Đây là năm con giáp phước cao mệnh lớn, hiền lành nhân hậu, được trời thương Phật độ. Bước ra ngoài thì gặp quý nhân, về nhà thì gặp thần tài gõ cửa, gặp hung thì hóa cát, của vơi đi lại đầy. Dù gặp sóng gió khó khăn thăng trầm gì thì cũng dễ dàng vượt qua. Thậm chí trong 6 tháng cuối năm được thần tài chỉ điểm cho lộc bất ngờ, có vận may trúng số đổi đời sau một đêm, phút chốc trở thành tỷ phú, thoát nghèo thoát khổ. Đó là năm con giáp tuổi Mùi, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, tuổi Dần và tuổi Tức. Các bạn may mắn nhé.